Để đảm bảo quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức cá nhân đã hết thời hạn sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất còn lại dưới 1 năm liên hệ với Sở hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã nơi có đất để được xem xét gia hạn thời hạn sử dụng đất theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất đã hết thời hạn hoạt động, sắp hết thời hạn hoạt động để thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc gia hạn theo quy định của pháp luật đầu tư.